Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ Nhấn nút để kích hoạt, mời cả có nhà sẵn cùng nhãn, theo chân hãy em sử đi dụng. quê quà em chơi nhé. Thấy có đăng một câu đẹp quá cho nên em mới quay cho cả nhà xem. Video ngắn nhưng mà rất hay nhé cả nhà. Hôm nay mời cả nhà cùng thăm trang trại một câu của ông cậu của em nha. Rồi bây giờ mình cùng đi lên xe, lên cùng đi. Đây là bồ Âm câu lượng nhé thông cả báo nha. 0%. Chim bồ câu đang ăn. Hello. Cá thái. Bóng lên, sắp cho tôi coi. Đó, cụ đang bồ câu đang bay lên cả nhà. Rất là nhiều nha. Cậu của mình thì nuôi nuôi khoảng vài trăm con luôn nhé cả nhà, vài chục con luôn. Giờ đang ăn. Đây là chuồng cừu bồ câu. Rất là dạng luôn nhé cả nhà. Không bay luôn nha. Bay lên cao hết rồi. Số lượng rất là nhiều. Đó. Nó đang ăn nhé cả nhà.